Hello bạn, đây trời rất chi là nắng luôn. Nhưng mà cũng có loa như thế này, không biết mình sẽ tháo cái đường đường nào. Rách này. Đây, cái dây này là dây của nó nha. Đây. Dây 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 nó nằm một cái khu vực này, bạn hiểu không? Bây giờ cái dây này bị đứt tùm lum hết rồi, không biết nó ở đâu luôn. Đây đây có một cái rắc từ đây, từ đây chạy lên cái này, bộ này chạy vào đây thì chạy thẳng xuống đây và sẽ đấu ký hiệu vào ngay cái chữ mà L1 này, R1 L1 này ấy, vào đây bình hàn. Đây là cái dây này, dây rắc 3.5 này, thì cái đầu này, đây là mát. Đây thì mình sẽ hàn vào mát, thì hàn ở bất kỳ chỗ nào, mình hàn đây thẳng đây, để cái chỗ mát rất là to, bạn thấy cái vì mạch to to là bạn hàn luôn. Và tiếp theo đây và một đường mình sẽ hàn vào đây, đây là cái dây này bị lòng rồi, đứt rồi. Cái dây này chạy lên đây này. Đấy. Mình cắm cái này vào đây. Cắm tín hiệu. Cái nguồn nha. 220. Cắm tín hiệu vào nha bạn nha. Đó. Nhỏ thế nhỉ? No. Cực kỳ nhỏ luôn bạn, bạn nghe thấy không? Âm thanh rất là nhỏ luôn, mặc dù mà hết cỡ này. Hết cỡ này. Hết cỡ này. Như vậy là cái bộ này nó có vấn đề ở đây này, từ đây nha, nhìn thấy không? Đây con đi xe công suất này, chạy đây thì chân này này, chân này rồi vào chân số 2 này, vào đây, bạn thấy chưa? Đây, qua con chở này, qua con tụ này vào chân số 2, sẽ nhổ cái này ra, mình sẽ để nó lên cái chân này này, đây nha, đây này.
bản đấu tín hiệu vào đây này, 50k nhá, bản đấu con bây giờ 50k chưa rồi, chân mát này, chân giữa này, chân giữa bản đấu vào đây nha, chỗ lúc nãy mình xí này, từ chân số 2 hồi xưa chạy qua tụ đó. Rồi bây giờ cái chân còn lại này, của Việt Nam này, mát, mình sẽ hàn một mát này, mát đây này, đây này, đấy, bạn nào lắp thì lắp tử tế nha, đấy, bây giờ mình cắm điện này, cắm điện nha, cắm điện nha. Chưa, chưa có tiếng đâu. Nào bây giờ mình cắm điện thoại vào nha. Bạn nghe âm thanh nha. Này. Bây giờ bạn chỉ cần lắp gọn gàng lại là ok. Lắp gọn gàng lại là ok.